Đấng giác ngộ đã từ bi nhẫn chịu vì chúng sinh như thế nào? Một ngày nọ, trong thành Ba La Nại, Tịnh Xá Trúc Lâm, Đức Thế Tôn đang an tọa, dùng thiên nhãn thấy dân chúng ở nước Ronaparanta đang chịu nhiều thống khổ dưới quyền thống trị của Kê Hoa Đà, một người Bà La Môn giáo. Người này còn dùng quyền lực ép buộc dân chúng tôn thờ Phạm Thiên và ngược đãi bắt bớ những người chống đối. Trước hành động bạo ác và bất công ấy, Đức Thế Tôn thương xót cho Kê Hoa Đà là một nhà trí thức mà hiện tại không có người hướng dẫn sáng suốt, tương lai không tránh khỏi ác báo, thống khổ trùng trùng nơi địa ngục. Bấy giờ, Đức Thế Tôn thấy trong hàng đệ tử chỉ có Tôn giả Phú Lâu Na là người có thiện duyên với Kê Hoa Đà và dân chúng xưa ấy, nên sai đến đó để giáo hóa. Đức Thế Tôn biết rằng trên con đường truyền bá chính pháp, dẫn dắt người trở về con đường thiện lành, Tôn giả Phú Lâu Na sẽ gặp nhiều trở ngại, thử thách. Biết vậy nên Đức Thế Tôn gọi Tôn giả Phú Lâu Na đến dạy rằng: dân xưa ấy và Kê Hoa Đà độc ác lắm, ta sợ ngươi không đủ can đảm để chịu đựng. Tôn giả Phú Lâu Na chắp tay cúi đầu đáp: bạch Thế Tôn, con nguyện đem hết năng lực để làm tròn sứ mạng. Đức Phật hỏi: nếu đến đó bị chửi mắng thì ngươi nghĩ sao? Tôn giả Phú Lâu Na đáp lời Đức Phật: con nghĩ những lời chửi mắng kia cũng như những tặng phẩm. Nếu họ đem đến tặng cho con không nhận, họ sẽ mang về. Và con nghĩ rằng những người ấy còn hiền từ lắm, vì họ chỉ chửi mắng mà không nhấn con xuống nước. Nếu họ đem nhấn ngươi xuống nước, con nghĩ rằng họ là những người tối dạ và chỉ nhấn xuống nước mà không lấy đá ném vào đầu con. Đức Phật hỏi tiếp: nếu họ dùng đá ném vào đầu ngươi, con nghĩ rằng họ rất tốt vì chỉ lấy đá ném vào đầu mà không dùng gậy đập con. Để xem sự quyết tâm của Tôn giả, Đức Phật lại hỏi: nếu họ dùng gậy đập ngươi? Với lòng quyết tâm, Tôn giả đáp: con nghĩ rằng họ rất hiền từ vì chỉ dùng gậy đập mà không giam cầm, ngăn cản bước đường truyền đạo của con. Nếu họ giam cầm ngươi, con nghĩ rằng những người ấy rất tử tế vì họ giúp con có thời gian tịnh dưỡng tinh thần để nung luyện thêm ý chí mà không dùng gươm đâm chém con. Đức Phật khá ưng lòng nhưng vẫn hỏi tiếp: nếu họ lấy gươm đâm chém ngươi? Tôn giả thản nhiên đáp: con nghĩ rằng họ rất tốt bụng vì chỉ đâm chém mà không giết chết con. Cuối cùng, Đức Phật hỏi: nếu họ giết chết ngươi? Lúc này, Tôn giả Phú Lâu Na vẫn rất kiên định trả lời: bạch Thế Tôn, con rất vui mừng vì những người kia đã dùng tâm từ bi giúp cho con sớm thoát khỏi tấm thân giả tạm đau khổ này để chống thành quả vị vô thượng giác. Đức Thế Tôn vui mừng nói: lành thay, lành thay, Phú Lâu Na, ngươi đã có một ý chí mạnh mẽ, ngươi đã biết khinh thường thân mạng để phụng sự chân lý. Ngươi thật là một người đệ tử trung kiên của ta, đáng thay ta đến xứ ấy truyền bá chánh pháp, hướng mọi người trở về con đường sáng đầy an lạc và giải thoát. Tôn giả Phú Lâu Na đảnh lễ, vâng lời Phật dạy rồi từ giá lên đường sang xứ Ronaparanta.
Trải qua thời gian đằng đẵng, có biết bao nhiêu đấng giác ngộ đã giáng hạ phàm gian để cứu độ chúng sinh khỏi biển khổ. Từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của phương Đông đến Đức Chúa Giê-xu của phương Tây. Ấy thế nhưng chúng sinh mê muội không nhận ra các ngài. Không ít lần chính pháp chính đạo bị coi là tà giáo. Nhiều đấng giác ngộ phải chịu nhận bức hại. Chúa Giê-xu đổ máu trên cây thập tự giá mà vẫn xót thương cho những người Do Thái đã bức tử mình. Vì Ngài biết họ sẽ phải hoàn trả tội lỗi một cách thống khổ. Chỉ tới khi vật đối sao dời, bức màn sự thật được vén tỏ, thì thế nhân mới bàng hoàng nhận ra tấm lòng từ bi vô lượng, vô biên của thần Phật. Các bậc giác ngộ không có tâm oán hận, chỉ thương xót con người, từ bi với con người, không tiếc xả bỏ thân mạng để cứu độ con người. Nhưng quy luật thiện ác báo ứng thì nghiêm cẩn vô tình. Trong cõi vô minh, con người bị đôi mắt thịt che lấp nên khó nhìn ra chân tướng. Con người còn bị các chủng, các loại dục vọng, mê hoặc dẫn dắt. Thật khó tìm thấy cơ duyên, tìm được con đường giải thoát. Khi đấng giác ngộ giáng lâm, thường là khi đạo đức nhân tâm đã suy đồi. Liệu khi ấy bạn có đủ tỉnh táo để nhận ra Ngài? Nếu bạn còn mãi mê tìm kiếm danh lợi, thì cơ duyên quý báu sẽ trôi qua. Còn nếu bạn vô tri vô giác tiếp nhận lời lẽ tà, phỉ báng đấng giác ngộ, bức hại Ngài và đệ tử của Ngài, thì sẽ không sao rửa sạch tội lỗi. Vậy nên hãy luôn ôm giữ thiện tâm, có cách nhìn toàn diện để có thể nhận rõ đúng sai, phân biệt chính tà, từ đó chọn cho mình tương lai tươi sáng.